hồn ma và những tín ngưỡng của dân gian Việt Nam. Ma là một khái niệm về trừu tượng và là phần vi vật phẩm của một người đã chết, hay hiếm hơn là động vật đã chết. Theo quan niệm của một số tôn giáo và nền văn hóa, con người gồm hai phần là thể xác và phần linh hồn. Khi thể xác chết thì linh hồn sẽ thoát khỏi xác. Nếu linh hồn đó không có cơ hội đầu thai hoặc cư trú hoặc ngụ chung với các linh hồn khác mà tương tác với cõi thực, có con người sẽ gọi là ma, hồn ma hoặc quỷ. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, ma có nhiều loại, có những tên gọi khác nhau tùy theo từng vùng. Các loại ma phổ biến như ma chơi là những đám lửa sáng lập lòe được nhìn thấy vào ban đêm ở những bãi tha ma. Đây là một hiện tượng duy nhất mà đến nay các nhà khoa học có thể giải thích được bằng trí thức khoa học không hề thần bí như nhiều người mê tín tưởng là ma đã như đã kể. Ma chơi là hiện tượng các chất phốt pho được hình thành từ hoạt động của các vi khuẩn dưới lòng đất của phần mộ, gồm hai chất đó là protein pH3 và lipopin trong xương người, và sinh vật dưới mộ bốc lên thoát ra ngoài, gặp không khí trong một số điều kiện nhất định sẽ bốc cháy thành lửa. Các đốm lửa nhỏ với độ sáng khá nhỏ, xanh nhạt, lập lòe, khi ẩn khi hiện vào ban đêm mới thấy được ánh sáng, còn ban ngày thì các đốm lửa này có thể bị ánh sáng mặt trời che khuất. Hiện tượng ma chơi đuổi theo. Khi gặp ma chơi, con người sẽ sợ, hoảng loạn và chạy. Khi đó sẽ sinh ra một luồng khí chuyển động làm ngọn lửa bay theo chiều gió theo hướng người chạy. Về ma gà có tên gọi khác là ma chài hoặc ma ngũ hải, có nguồn gốc từ một số dân tộc miền núi ở Lạng Sơn như Tài Nùng. Đây cũng là một những điều bí ẩn lớn nhất. Ở các làng bản vùng cao, những người tin vào sự tồn tại của ma gà và cho rằng nó được sử dụng như một loại bùa ngải có tác dụng đem lại may mắn cho gia chủ hoặc chủ yếm kẻ thù từ xa. Khi bị nguyền có thể gặp phải trăm vàn xui xẻo và tai họa như bệnh tật, tai nạn, bị thù ghét. Cho đến bây giờ chưa từng có ai biết hình dạng thật sự của ma gà. Tất cả chỉ dựa vào những câu chuyện truyền miệng từ đời này qua đời khác, để rồi nó trở thành một hủ tục kinh dị ăn sâu vào tiềm thức của những con người dân tộc vùng cao. Tất cả những người tin vào ma gà đều cho rằng không phải ai cũng nuôi được ma gà, chỉ có những người sinh ra trong gia tộc dòng họ có truyền thống nuôi ma truyền lại mới có thể nuôi được. Ma gà được nuôi trong một cái hũ sành để ở xó xỉnh tăm tối nhất, kín đáo nhất của ngôi nhà. Cái hũ này được đậy kín trong mọi trường hợp, mỗi tháng vào một ngày nhất định, người nuôi ma gà phải tắm rửa sạch sẽ, khấn vái, làm lễ cho ma ăn. Thức ăn thường là một con gà sống. Nếu cứ đến ngày đó ma không được ăn thì cũng phải nhập được vào một ai hoặc một con vật bất kỳ. Nếu không thì gia chủ phải thế mạng. Ai cũng bị ma gà nhập vào phải mời thầy cúng làm lễ trừ tà. Về ma xó có nguồn gốc từ phong tục của các dân tộc thiểu số ở vùng Thượng Du Tây Bắc. Tại xứ Mán Mèo, khi nhà có người chết thì các thầy mo sẽ bó xác người chết đó lại rồi bỏ vào một cái quan tài dựng đứng và đặt ở góc tối của một ngôi nhà. Loại quan tài này được tạo thành từ một thân cây rỗng ruột. Các thầy mo sẽ cúng cơm cho ma ăn mỗi ngày và ngày nào cũng gọi tên của nó cho đến khi con ma xó đó trả lời lại thầy mo bằng một hình thức tương tác tâm linh đầy bí ẩn. Sau một khoảng thời gian tương đối dài, thầy mo sẽ dạy con ma xó đó cách thức giữ nhà. Khi thành công thì có mở cửa nhà cũng không ai dám vào nhà mà phá phách trộm cắp. Theo truyền thuyết, ma xó có uy lực rất lớn, nó có khả năng bẻ gãy một người trưởng thành trong tích tắc. Khi ai đó tự ý bước vào nhà và chạm vào bất kỳ đồ vật nào của người bản xứ lúc vắng chủ, ma xó sẽ làm kẻ không mời đó trào máu ra, thất khiếu mà chết đứng. Về ma lai còn gọi là ma lai ba khoang, là một loại ma trong truyền thuyết chuyên đi ăn phân, nội tạng của người hay súc vật. Tương truyền ma lai ba khoang cũng là một cô gái đẹp ở vùng Tây Bắc, khu vực giáp danh xứ Lào. Đây là những thiếu nữ cực kỳ diễm lệ với cổ cao ba ngấn đỏ hồng,
nhưng khi gần gũi, lúc nào cũng có cảm giác phảng phất mùi tanh tưởi đâu đó. Dân gian đồn rằng vào những đêm trăng khuyết, khi mọi người đều yên giấc, chiếc đầu của các cô gái này tách khỏi thân cùng với ba đốt sống ở cổ, mang theo cả bộ lục phủ ngũ tạng, đặc biệt là cả bộ ruột. Lòng thòng không một vết máu, Ma Lai sẽ bay đi trong màn sương qua các bụi rậm để tìm kiếm phân hay đàn giải của con người thải ra mà ăn. Nếu tìm không có thì nó sẽ tạm dùng cứt trâu còn lầy hay những xác cóc nhái chết. Ma Lai phải về nhập lại thân hình trước khi giờ dần đến, trước 4 giờ sáng. Và khi có ánh sáng mặt trời xuất hiện chiếu vào bộ ruột của nó thì con ma sẽ bị chết ngay lập tức. Cũng có người cho rằng khi lật úp cái xác Ma Lai trong lúc nó đã tách khỏi xác thì con Ma Lai không thể nhập vào xác được, mà phải năn nỉ kẻ úp xác nó lại. Nếu kẻ ấy muốn nó chết thì cứ để đến lúc mặt trời lên, tự khắc cổ thân hình nằm sấp kia sẽ nẻ nứt trào máu ra, lúc ấy là hết đời thiếu nữ Ma Lai. Về ma gia, có thể phân loài ma này thuộc quái vật dưới nước do môi trường sinh sống là ẩn mình dưới nước. Do Việt Nam là một đất nước có hệ thống sông ngòi chằng chịt nên việc con người bị chết đuối xảy ra thường xuyên, nên dân gian kể cho nhau nghe rằng về chuyện ma gia để hù họa con ít chăng. Về loài ma gia này thường được miêu tả như sau: khi bạn bơi dưới nước nơi hoang vắng hay bơi qua một khúc sông chỉ có một mình thì ma gia sẽ xuất hiện từ bên dưới, nó kéo cẳng chân bạn lôi xuống dưới nước, kết quả là bạn sẽ chết ngạt. Có nơi miêu tả nó có hình dáng như một đứa trẻ con, còn có nơi nói nó có hình dáng như một tấm vải đen to lớn, còn có nơi nói thì ví nó có màu xanh nhơn nhớt như rong rêu bám dưới đáy sông. Nhưng dù gì đi nữa thì với tình trạng chết đuối do ngạt nước thường diễn ra thì câu chuyện về ma gia vẫn được nhắc đến. Về hiện tượng bóng đè hay còn gọi là ma bóng đè không gây nguy hiểm đến con người. Theo mô tả của một số người từng bị bóng đè thì ma bóng đè có hình dáng như con người, đen như màn đêm. Khi bạn đang chìm vào một giấc ngủ sâu thì bạn sẽ bị rơi vào trạng thái mơ màng. Có thể bạn sẽ có cảm giác như thấy mình bị rơi từ trên cao xuống vực, hoặc thấy bị ai đó bóp cổ, hoặc bị chó đuổi, rắn cắn, hoặc là bị con vật nào đó tấn công, muốn chạy mà không nhúc nhích nổi. Có người cảm thấy như nghe có sức mạnh đè lên người mình mà không thể nào đẩy ra được, rất khó thở, có khi bị ảo giác nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp, hoặc nghe được âm thanh bí ẩn. Có người còn thấy hình như có ai đó đứng ngồi bên cạnh, hay cảm giác như bị đẩy ngã ra khỏi giường. Đó là hiện tượng bóng đè mà mỗi người ít nhất một lần trong đời cũng phải trải qua. Nói về khoa học, có rất nhiều nguyên nhân khiến bóng đè xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do căng thẳng về tâm lý, lo lắng, hay do sức ép từ công việc, do đảo lộn của quy trình giấc ngủ. Những yếu tố tâm lý này kích thích lên vỏ não gây ra hiện tượng bóng đè. Cũng có thể là do tư thế nằm ngủ, người để tay lên ngực khi ngủ sẽ gây khó khăn cho việc thở và dễ bị bóng đè. Nhất là cà phê và rượu cũng là tác nhân gây nên bóng đè. Cũng có khi bóng đè là dấu hiệu của một số bệnh về tim mạch, như những trường hợp này chiếm rất ít. Ngoài những loại ma kể trên còn có một loại là ma men, là vong hồn của những người say khi chết đi. Thành ma vẫn thường hay lôi kéo người khác say sưa tới chết. Về ma thần vòng là hồn ma của những người thất cổ chết, sau đó xui xẻo khiến người khác cũng tự tử chết như họ. Về ma chành hay còn gọi là ma cọp dữ, thường tìm dẫn cọp bắt người khác để nó được đầu thai. Và nhiều loại ma khác như ma le, ma hời và ma lon. Trên đây là những phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất.
của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.